Bài thuốc chữa đau dạ dày khiến bệnh nhân mừng như bắt được vàng. Một bài thuốc chữa bệnh dạ dày đang được lan tỏa nhanh chóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ra nhiều quốc gia khác. Hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ. Chị Toan Tú Hoa ở thành phố Cát Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc là một bệnh nhân bị đau dạ dày, đã trực tiếp chia sẻ bài thuốc này cho báo chí. Chị cho biết, chị và người nhà đã dùng bài thuốc này để chữa khỏi bệnh dạ dày và muốn chia sẻ điều quý giá này cho những ai quan tâm. Biết bài thuốc mà mừng như bắt được vàng. Chị Hoa kể, chị và chồng chị từ thời trẻ có lẽ do thường xuyên ăn món mì ngô, một món ăn thời đói kém do thiếu gạo. Trong một thời gian dài nên đã mắc bệnh dạ dày một cách nghiêm trọng. Khi đời sống khá hơn, có gạo nhiều nhưng chị lại không thể ăn cơm bình thường được nữa. Thay vào đó, cái gì cũng phải nghiền thành nước, làm thành miếng vỡ dạng sợi hoặc bánh mới ăn được. Nếu không ăn đồ ăn mềm thì ngay lập tức sẽ xuất hiện chứng trào ngược axit, nôn mửa ra nước chua, ở nóng. Một lần, tình cờ có người chú họ từ quê lên thành phố, ghé qua nhà chị Hoa chơi và ở nhờ qua đêm. Sau khi nghe về bệnh tình của chị, người chú họ đã chia sẻ một bài thuốc đơn giản, chỉ có hai vị thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh dạ dày. Trước đây, trong gia đình nhà chú ấy cũng có nhiều người mắc bệnh dạ dày, đều ở mức độ nghiêm trọng. Lúc đó, một người hàng xóm biết chuyện và giới thiệu đến một thầy thuốc làm nghề chữa bệnh gia truyền. Gia đình vị thầy đông y đó làm nghề thuốc tại nhà qua rất nhiều thế hệ, ít nhất là từ thời cụ Kỳ, chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân bị đau dạ dày. Khi người chú tiếp cận vị thầy thuốc, họ chỉ cắt thuốc cho mang về uống, chứ tuyệt đối không chia sẻ công thức bài thuốc, vì cho rằng đây là bí mật riêng của gia đình. Khó khăn ở chỗ, đây là bài thuốc bí truyền do tổ tiên để lại nên họ không thể chia sẻ tùy tiện. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần trao đổi tình cảm, cuối cùng thì bài thuốc cũng đã được chia sẻ rộng rãi. Tại thời điểm đó, mặc dù được người chú họ kể về bài thuốc này, nhưng do bận rộn nên chị Hoa cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày mẹ chồng và chị chồng lên nhà thăm chị, có nói về việc anh rể bị bệnh dạ dày nặng. Nhớ đến bài thuốc này, chồng chị lại một lần nữa chia sẻ chi tiết. Khi anh rể chị biết tin, đã mừng như bắt được vàng, liền mang thuốc và uống ngay sau đó. Thật không ngờ, sau khoảng gần nửa tháng, anh ấy cho biết bệnh dạ dày đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy tình trạng bệnh của anh rể khá lên nhanh chóng, chị Hoa đã có thêm sự cân nhắc và cuối cùng cũng đã quyết định uống theo. Mặc dù anh rể và chị có bệnh dạ dày khác nhau, nhưng sau khi chị uống được khoảng 4 ngày thì tình hình đã cải thiện rõ rệt. Để chắc chắn, chị tiếp tục uống thêm 10 ngày nữa. Kể từ đó, bệnh của chị gần như đã khỏi, không thấy đâu. Chị bắt đầu ăn được cơm và các món ăn thô thay vì chế biến thành bột như trước. Không những thế, chị ăn thêm được cả món ăn lạnh, hạt nóng mà không còn thấy triệu chứng nấc hay nôn mửa ra axit dạ dày như trước đây. Cách sử dụng bài thuốc. Nguyên liệu: bạch cập khô 100g, cam ba lá, tên khác là chỉ khô 100g. Nghiền hai nguyên liệu này thành bột mịn, trộn đều với nhau thành một hỗn hợp bột nhuyễn. Cách dùng: mỗi lần uống 3g, trộn với rượu trắng, rượu gạo, hạt rượu vàng được làm từ gạo và hạt kê với lượng vừa đủ cho dễ uống. Chia thành 2 lần uống trước bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối, mỗi ngày 6g. Lưu ý: nếu người bệnh có vi khuẩn HP, Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn cư trú ở dạ dày, gây ra bệnh loét dạ dày, tá tràng và ung thư dạ dày. Trong dạ tràng, có thể uống thêm một viên thuốc tây có thành phần carithromycin ngay sau khi uống hỗn hợp này. Thời gian uống tối đa là 7 ngày, sau đó dừng lại một nhịp để xem xét tình hình rồi mới có thể uống thêm nếu cần. Khi sử dụng công thức này, ngay ngày hôm sau là đã có thể cảm nhận được kết quả, tình trạng đau dạ dày sẽ giảm đáng kể. Nếu sử dụng trong vòng 7 ngày liên tục, các triệu chứng ở hơi, trào ngược axit, đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn và các vấn đề liên quan đến dạ dày gần như sẽ biến mất. Sau một vài liệu trình điều trị theo cách này, các triệu chứng loét dạ dày, polyp dạ dày, sỏi dạ dày, viêm dạ dày cấp tính và mãn tính, viêm dạ dày teo, viêm dạ dày trên bề mặt, loét tá tràng và những trường hợp đau dạ dày liên quan sẽ được giảm nhẹ.
tài liệu khoa học về vị thuốc này. Theo tuyển tập thảo dược Đông y toàn quốc, cây bạch cập có tác dụng cầm máu, tiêu viêm xương và tái tạo mô. Sử dụng trong trường hợp ho và nôn ra máu, chân thường chảy máu ngoài da, trúng độc, viêm da, nứt nẻ, là phổi dẫn đến ho ra máu, chảy máu ở những vùng lở loét. Còn cây cam ba lá, tên gọi khác là chỉ, theo Trung Quốc Dược Điển cho biết, vị thuốc này dùng trong trường hợp bị khó thở, tiêu hóa kém, làm tiêu viêm, tản đờm. Sử dụng đặc biệt trong các trường hợp bị đau tích tụ hoặc viêm nhĩ mãn tính, động phân trong dạ dày, bài tiết khó khăn, đi ngoài không thông, táo bón, đờm tích tụ làm cản trở luồng khí ở phổi gây khó thở, hạch ở phổi, xa trực tràng, xa tử cung. Bài thuốc này sau khi chị Hoa chia sẻ với truyền thông đã có hàng trăm bình luận của độc giả, trong đó có nhiều người kể rằng họ cũng đã từng sử dụng vừa chữa khỏi bệnh. Sau đó thông tin của bài thuốc còn lan truyền ra nhiều quốc gia khác thông qua mạng Internet. Thông tin bài thuốc này do saha.vn dịch từ báo chí nước ngoài, độc giả cần cân nhắc hoặc xin ý kiến của thầy thuốc đông y trước khi quyết định sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh tiểu đường không còn ghé thăm nhờ một quả trứng luộc. Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc. Thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày tác động rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, đáng báo động là cơ thể hấp thụ không chỉ giới hạn trong đường ăn uống. Chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại và ô nhiễm, vì thế cơ thể vẫn có thể nhiễm các hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Sự hiện diện của các hóa chất, ô nhiễm, thực phẩm không lành mạnh đều có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể, như giảm hoặc tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Trong khi đó, sự biến động của mức độ đường huyết lại tác động đáng kể đến toàn bộ sức khỏe con người. Đáng lo ngại là những thay đổi này có thể trở thành sát thủ thầm lặng, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, điển hình là bệnh tiểu đường. Hầu hết chúng ta đều hiểu, tiểu đường là một căn bệnh diễn biến âm thầm, nhưng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó phổ biến là biến chứng trên thận, tim mạch, mắt và mạch máu chi. Nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, đó là bài thuốc từ quả trứng luộc và giấm. Thức uống trứng giấm, vốn nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Còn với các Sumura Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ được nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thực hiện: bước 1, bạn luộc một quả trứng vào buổi chiều. Bước 2, bóc vỏ và dùng kim chọc một vài lỗ trên quả trứng. Bước 3, tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc giấm táo, đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Bước 4, buổi sáng sau khi ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng đó cùng với một cốc nước ấm. Liệu trình: bạn nên thực hiện liệu trình trong 15 đến 20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Tác dụng của giấm và trứng trong việc kiểm soát đường huyết. Theo trang Jupiter của Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên về bệnh tiểu đường, kết luận giấm là gia vị có tác dụng giảm đường huyết và tăng insulin, cũng như tăng cảm giác no sau một bữa ăn quá nhiều tinh bột. Phát hiện này đặc biệt hữu ích với những người bị tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường. Theo đó, để kiểm soát chỉ số đường huyết, tốt nhất bạn nên uống một chút giấm và nước trước bữa ăn. Còn năm 2015, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Đông Phần Lan đã kiểm tra thói quen ăn uống của 2.332 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những người ăn 4 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn 37% so với những người đàn ông chỉ ăn 1 quả trứng mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm nhiễm. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo Phì Quốc tế nhận định những người béo phì hàng ngày ăn 2 quả trứng cho bữa sáng đã giảm cân nhanh hơn 65% so với những người có bữa sáng tương tự
nhưng không ăn trứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, bởi vì ăn trứng ngăn ngừa những thay đổi lớn và không thể kiểm soát được trong nồng độ đường huyết, từ đó sẽ kiểm soát sự thèm ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin ở hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Reset cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỗi sáng là một ly nước để tăng cường sức đề kháng, khiến cô gái trẻ phải chạy thận cả đời. Viên sủi C, vitamin C là một loại dạng thuốc đang được dùng phổ biến hiện nay và bán tràn lan ở tất cả các nhà thuốc mà không cần kê đơn. Cảm, ho, sổ mũi, nhiệt miệng, mệt mỏi trong người, tất tần tật đều dùng tới loại thần dược này. Thậm chí, con em họ em mỗi ngày đều pha vài viên vào chai nước mang đi học như một loại nước uống giải khát. Rất nhiều lần em ngăn nó đừng làm như vậy nữa vì dùng viên sủi quá liều có thể gây loét dạ dày và bị sỏi thận. Nhưng nó không nghe lời, còn cãi lại, chị thì biết gì. Chị không thấy em uống cả năm nay rồi mà có sao đâu. Chẳng những thế, da dẻ còn đẹp hơn, người khỏe hơn, thon thả hơn. Chị không biết, chứ từ ngày em uống thuốc này, ai cũng khen em xinh đẹp hơn trước. Nghe nó nói mà em bực mình, đúng là điếc không sửa súng. Đùng một cái, một hôm em đang làm việc thì bạn học nó báo nó phải vào viện cấp cứu vì bị suy thận cấp. Ba chàng bón cẳng em chạy vào viện sau khi đã báo tin cho cậu mợ em là bố mẹ em họ. Vào viện thấy nó mà em xót, đủ thứ dày lùng bùn trên người. Nó nằm thiêm thiếp, mặt tái nhợt, nó đang phải chạy thận. Khi bác sĩ điều trị yêu cầu gặp người nhà, em bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói nó sẽ phải chạy thận, nhưng thời gian bao lâu thì chưa nói trước được. Nghĩ tới cậu mợ ở quê cày mửa mật trên cửa ruộng, chắc chiều từng đồng lo cho nó ăn học, bây giờ thế này, đã vậy
Ai cũng biết chạy thận tốn kém thế nào, không biết cậu mợ sống sao đây, rồi tương lai của nó, mọi thứ gần như chấm hết. Bởi vậy, thuốc thang là không được dùng tràn lan đâu các mẹ. Người ta bán tràn lan thì kệ người ta, mình phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình, đâu phải cứ thuốc bổ là uống kiểu gì cũng bổ. Không nghe Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói à, nghiện xê sủi sẽ dẫn đến tình trạng thừa vitamin C, tăng hấp thu canxi từ đường ruột vào, dẫn đến trong máu cao gây sỏi thận. Và từ sỏi thận, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ dẫn đến suy thận cấp. Tất cả các loại xê sủi đều chứa hàm lượng vitamin C cao, vì vậy có thể làm tăng hàm lượng axit trong dạ dày, ăn mòn dạ dày. Về lâu dài, có thể gây viêm loét dạ dày và làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn ở những người có tiền sử bệnh. Những đối tượng tuyệt đối không được uống xê sủi. Người bị huyết áp cao. Do trong các loại thuốc viên dạng sủi, trong đó có xê sủi đều chứa natri, muối, mà người bị huyết áp cao phải kiêng muối. Tác nhân khiến huyết áp tăng. Người bị bệnh thận. Natri là một trong những thành phần của sỏi thận. Nếu natri tăng thì sẽ tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Mặt khác, với người bị bệnh thận, các chức năng của thận suy giảm. Khi nồng độ natri tăng sẽ tăng áp lực cho thận, làm bệnh thêm trầm trọng và có thể biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, vitamin C liều cao có thể cản trở quá trình làm loãng máu của aspirin, của các loại thuốc chống đông máu như warfarin hoặc heparin và các loại thuốc kháng tiểu cầu như clopidogrel. Vitamin C cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường huyết. Những người dạng dùng insulin hoặc các loại thuốc của bệnh nhân tiểu đường, đường uống nên được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ khi sử dụng vitamin C. Lưu ý, khi sử dụng vitamin C, không nên uống dần thời gian uống thuốc tránh thai vì nó làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Về liều lượng, chuyên gia khuyến cáo với người lớn, mỗi ngày dùng dưới 2 gram trong thời gian ngắn, khoảng tháng trở lại thì không gây nguy hiểm. Với trẻ con, dưới từ 5 tuổi trở lên, ngưỡng hoàn toàn là 1 gram trên ngày. Trẻ dưới 5 tuổi chỉ được dưới 500mg trên ngày. Nếu người dùng bổ sung ngắn hạn dưới 3 tháng, có thể không cần tư vấn, nhưng từ 3 tháng trở lên, nhất thiết phải có chỉ định từ bác sĩ. Phó Giáo sư Dũng cho rằng, nếu người sức khỏe bình thường, không cần thiết bổ sung. Trường hợp bệnh nhân thiếu máu, suy dinh dưỡng, ung thư, ngộ độc mãn, ăn kém thì mới bổ sung vitamin C. Khi bổ sung cần cân nhắc khối lượng, vì trong nhiều thực phẩm chức năng của vitamin tổng hợp và khối lượng có thể dao động sai số rất cao. Không như dược phẩm, nên cẩn trọng tránh bị thừa. Người bổ sung vitamin C không uống lúc đói. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã, quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi
mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, vặn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tươi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng: mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng
hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200 g đường vàng trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5 đến 10 ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống một lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bự bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng 1 năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện Ung Bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối.
Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi chỉ sống được vài năm. Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết. Kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn. Cũng như tôi, khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ban ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sau ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái oan xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, xương tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan,
nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da. Nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị ứng, khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Trái của cây an xoa nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng. Cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Asculum indicum ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây nút nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamine, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẫn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt nút nát phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ nút nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, địa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ nút nát lượng 9 đến 15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng, mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây nút nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khi ức kết. Vỏ cây nút nát: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g,
hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, vỏ cây nút nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây nút nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mảng ngứa: vỏ cây nút nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, vỏ cây nút nát 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây nút nát, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây nút nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây nút nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, búp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây nút nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20-30 ngày một liệu trình. Lưu ý: người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng nút nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Phát hiện chất chống ung thư mạnh hơn thuốc 10.000 lần, có trong gia vị ở Việt Nam. Gừng có tên khoa học là Jingiber officinale, cùng họ với củ nghệ, được trồng chủ yếu ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Châu Phi và Úc. Hợp chất chính của gừng là Jingiberine, có chứa gineron. Theo các nhà khoa học, vị cay của gừng có liên quan đến các hợp chất capsaicin và piperin. Khi gừng được sấy khô, một hợp chất khác được tạo ra gọi là sigaol, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Chất chống ung thư hiệu quả gấp 10.000 lần tasol, một loại thuốc dùng trong hóa trị. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Sinh lý học, Sinh lý bệnh học và Dược học quốc tế cho thấy, gừng có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau. Bên cạnh đó, gừng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng vi khuẩn và thậm chí có tác dụng chống ung thư. Khi gừng được nấu, nướng ở nhiệt độ cao, hoặc sấy khô, một hợp chất khác gọi là sigaol được tạo thành
có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Trong nấu ăn, bạn có thể sử dụng gừng ở cả dạng tươi và khô. Tuy nhiên, dùng gừng như thế nào để phát huy tác dụng tốt nhất? Khi nào nên dùng gừng khô và cách dùng gừng tươi không bị mất đi tác dụng trong quá trình nấu ăn là những câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Dưới đây là câu trả lời của chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jenny Hill về những vấn đề trên. Gừng nấu ở nhiệt độ cao có mất đi tính chất oxy hóa không? Như chúng ta đã biết, nhiệt độ của nấu ăn thay đổi các thành phần hóa học của hầu hết các thực phẩm. Ở dạng khô, không nấu chín, thành phần hoạt chất của gừng là 6 gingerol. Tuy nhiên, khi gừng được nấu chín, hấp, nướng, các thành phần của nó thay đổi và các hợp chất khác hình thành. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế y học Ayurvedic và Hepat cho thấy, trong trường hợp gừng đun sôi sẽ giảm các chất chống oxy hóa, trong khi rang lại không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với các hợp chất có trong gừng cho thấy, nếu thời gian nấu hoặc nướng gừng được giới hạn trong khoảng thời gian từ 2 đến 6 phút, mức độ chất chống oxy hóa tăng lên 6 lần. Tuy nhiên, mức chống oxy hóa trong gừng lại bị giảm xuống sau 8 phút. Gừng tươi tốt hơn hay gừng khô tốt hơn? Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khi gừng tươi được sấy khô, các hợp chất mới được hình thành. Các hợp chất này không có trong gừng tươi. Thậm chí chúng còn mạnh hơn gingerol. Một trong số đó là hợp chất 6-sugo có trong gừng khô. Hợp chất này khiến gừng khô có mùi và vị nồng hơn gừng tươi. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Phytochemistry cũng khẳng định rằng cả hai chất gingerol và sugol đều là chất chống oxy hóa mạnh. Nó có tác dụng chống viêm, chống ung thư và kháng khuẩn. Tạp chí khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm phát hiện ra rằng nồng độ cao nhất 6-sugol được tạo ra khi gừng sấy khô ở nhiệt độ 80 độ C. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất sugol có chứa mạnh hơn tất cả các hợp chất khác trong gừng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Ethnographic Pharmacology cho rằng khi so sánh khả năng chống oxy hóa và chống viêm, sắc sugol vượt trội so với các hợp chất khác trong gừng. Đây cũng là lý do y học thường dùng gừng khô. Do vậy, chúng ta không nên lo lắng rằng việc dùng gừng khô khi nấu ăn thay đổi và mất đi tính chất chữa bệnh trong nó. Ngược lại, các bằng chứng khoa học còn cho thấy việc sử dụng gừng khô tăng lợi ích đối với sức khỏe. Đặc tính chống ung thư của 6-sugol. Nghiên cứu gần đây về chất 6-sugol chiết xuất từ gừng có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ. Điển hình, một nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cho thấy rằng chất 6-sugol từ gừng khô ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tiền liệt tuyến. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Dược học Anh cho thấy chất 6-sugol có thể ức chế sự lây lan của khối u ung thư vú. Ngoài ra, thành phần này còn ức chế sự phát triển của các cục u vú. Cuối cùng, nếu so sánh với thuốc điều trị ung thư Tucson, 6-sugol vượt trội hơn hẳn về khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư và khối u. Các nhà nghiên cứu cho hay, ngay cả khi liều lượng thuốc điều trị ung thư Tucson được tăng lên, 6-sugol cũng chứng minh hiệu quả cao hơn 10.000 lần so với Tucson trong việc loại bỏ các tế bào gốc ung thư, ngăn chặn khối u mới hình thành và bảo toàn các tế bào khỏe mạnh. Cách sử dụng gừng trong nấu ăn để phát huy hiệu quả tốt nhất. Có rất nhiều cách để sử dụng gừng trong nấu ăn để tăng lợi ích chống oxy hóa. Tin tốt là gừng tươi hay gừng khô trong bữa ăn hay đồ uống đều giúp tăng cường sức khỏe của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách dùng gừng trong chế độ ăn uống của bạn. Cho một miếng gừng tươi vào ấm nước đun sôi. Dùng nước này pha trà mỗi ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể dùng 1/2 muỗng cà phê bột gừng khô cho vào chén nước sôi, ngâm trong vài phút, thêm chanh và mật ong để thưởng thức. Cho một lát gừng tươi vào các món như khoai tây chiên, súp và nước sốt giúp tăng cường sức khỏe của bạn. Nêm gừng khi các món ăn gần chín để các hoạt chất trong gừng không bị mất đi. Một số lưu ý khi sử dụng gừng. Mặc dù gừng là một loại thảo dược tuyệt vời với nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng gừng theo Trung tâm Y học Đại học Maryland. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên ăn gừng. Không ăn quá 4 gram gừng mỗi ngày. Phụ nữ mang thai có thể uống tới 1 gram gừng mỗi ngày. Gừng có thể gây ợ nóng nhẹ, tiêu chảy và ợ hơi. Nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu,
nên nói chuyện với bác sĩ về lượng gừng dùng hàng ngày. Nếu bạn đang có ý định phẫu thuật, tham khảo ý kiến bác sĩ nên uống trà gừng mỗi ngày. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái đáng sợ của món trứng vịt lộn bổ dưỡng. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. Trứng vịt lộn được coi là món ăn bổ dưỡng có tác dụng vàng, không chỉ là thực phẩm, trứng vịt lộn còn được coi là vị thuốc bồi bổ cơ thể. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. 1. Những lợi ích của trứng vịt lộn. Theo đông y, trứng vịt lộn có tác dụng tu tâm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Khi dùng chung với gia vị như rau răm, gừng tươi, trứng vịt lộn trở thành một bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, còi cọc, đau đầu, chóng mặt, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng lộn có chứa 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg phospho, 600mg cholesterol, 182 calor năng lượng. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C. Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn, người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và một chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thực phẩm, tăng cường chức năng tình dục. Trong khi đó, rau răm tính ấm, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn, ích trí, mạnh gan cốt, chữa lành bụng, say nắng. 2. Tác dụng khi ăn nhiều trứng vịt lộn. Nhiều người chỉ hiểu đơn giản là ăn trứng vịt lộn quá nhiều không tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì lại không rõ. Thực ra, nếu lạm dụng món ăn này và sử dụng không đúng cách, thì tác hại của nó không chỉ là không tốt, mà rất có hại cho sức khỏe. Gây thừa vitamin A. Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A. Lượng vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm bàn da, bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút. Những người đã có sẵn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, viêm gan thì càng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nấm rác, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế tình dục. Không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây trì tệ. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây đầy trệ, không tiêu, gây bán buồn, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. 3. Ăn sao cho đúng. Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối dễ gây đầy bụng, khó chịu, không tiêu hóa được.
ăn bao nhiêu cho đủ. Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn, do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến tình trạng không tiêu hóa được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trẻ trên 5 tuổi nên ăn 1/2 quả trứng một lần, tương ăn từ 1 đến 2 lần. Bà bầu nên ăn mỗi tuần 2 quả và khi ăn, hạn chế hoặc không ăn rau răm. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút cũng nên kiêng hoặc không ăn. Nhiều trứng vịt lộn. Người gầy yếu, muốn tăng cân nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Khi ăn nhớ kèm theo đĩa lạc hoặc một chút dầu ăn để giúp hấp thu dưỡng chất có trong trứng vịt lộn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một số bài thuốc trị thủy đậu. Thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm hay gặp vào mùa đông, xuân. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi hay mắc, với chứng trạng chủ yếu là một trong những nút phỏng. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh này rất hiệu quả, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu là do phong nhiệt xâm phạm vào phế qua đường mũi, miệng khi chuyển mùa. Bệnh thường gặp ở phần vị và khí, rất ít khi gặp ở phần huyết. Trẻ lúc đầu có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Vài ngày sau xuất hiện những nốt đỏ nổi sau lưng, sau đó lan ra khắp người. Chính giữa các nốt đỏ có một bọng nước gọi là bào chuẩn. Sau 3 đến 4 ngày thì khô đi và bong ra. Nốt này mọc, nốt kia bay. Nếu bị nặng, có thể gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, làm viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là một số bài thuốc trị theo từng giai đoạn. Khi tà độc xuất hiện ở vị, loại nhẹ, các nốt thủy đậu mọc rải rác xung quanh màu hồng nhạt, có nốt nhẹ hoặc không sót, ho ít, nước mũi loãng trong. Phép điều trị: sơ phong thanh nhiệt. Bài thuốc uống. Bài 1: thông xị các cánh thang, thông bạch 2 củ, đạm đậu xị 4 gam, liên kiều 8 gam, cắt cánh 4 gam, chi tử 2 gam, trúc diệp 8 gam, cam thảo 2 gam, bạc hà cho sau 2 gam, sắc uống. Bài 2: đại liên kiều ẩm, phòng phang 4 gam, kinh giới 4 gam, hoàng cầm 6 gam, thuyền thái 2 gam, hoạt thạch 8 gam, xích thược 6 gam, cam thảo 4 gam, xài hồ 6 gam, chi tử 6 gam, liên kiều 8 gam, ngưu bàn tử 8 gam, sa tiền 12 gam, mộc thông 6 gam, đương quy 4 gam, sắc uống. Bài 3: sinh địa 12 gam, ngang hoa 12 gam, vỏ đậu xanh 12 gam, hoàng đằng 8 gam, lá tre 10 gam, rễ sậy 8 gam, cam thảo dây 12 gam, sắc uống. Bài 4: tan diệp 12 gam, cam thảo đất 8 gam, lô căng 10 gam, trúc diệp 16 gam, cúc hoa 8 gam, ngang hoa 10 gam, kinh giới 8 gam, bạc hà cho sau 6 gam, sắc uống. Bài thuốc nam: dùng cây cỏ chân vịt, họ lúa 300 đến 500 gam, rửa sạch, nấu với 2 đến 3 lít nước, đun sôi 10 đến 15 phút, gạn lấy 200 ml nước uống trong ngày, nước sắc còn lại để ấm, thêm ít muối, tắm hài lòng người. Kiêng kỵ không tắm nước lạnh, ăn uống lạnh và ra gió. Khi tà độc xuất hiện ở phần khí và phần dinh, loại nặng, thủy đậu mọc đầy, sắc tím tối, màu nước đục, quanh nốt màu đỏ sẫm, sốt cao, phiền khát, mặt đỏ môi đỏ, niêm mạc miệng có những nốt phỏng, rêu lưỡi vàng, chắc lưỡi đỏ. Phép điều trị: thanh nhiệt giải độc ở phần khí vận, lương huyết ở danh vận. Bài thuốc uống. Bài 1: phát đậu tán, sinh hoàng kỳ 8 gam, đương quy 4 gam, kinh giới 4 gam, cam thảo 2 gam, cắt cánh 4 gam, phòng phang 2 gam, sắc uống. Công dụng: bổ khí tán độc, nay hỏa độc còn ẩn nó bên trong bị loại ra hết. Bài 2:
kim ngân 12g, liên kiều 8g, bồ công anh 16g, sinh địa loại nhỏ 12g, xích thược 8g, chi tử sao 8g, sắc uống. Da giảm, nếu có đau họng, thêm xạ can 4g, sơn đậu căn 8g, bị phiền táo, da hoàng liên 8g, táo 4, da đại hoàng, khát nước, miệng khô, da thiên hoa phấn 8g, sa sâm 8g, mạch môn 10g. Thông bạch và đạm đạo xị là hai vị thuốc trong bài thông xị các cánh thang, trị thủy đậu giai đoạn nhẹ, độc tà xuất hiện ở phần vị. Các cánh và kinh giới là hai vị thuốc trong bài phát đậu tán, trị thủy đậu giai đoạn nặng, độc tà xuất hiện ở phần khí và phần dinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng gừng theo cách này, viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đông y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn, chẳng hạn như gừng. Đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngó sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm sưng, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài, mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngó sen, trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán, nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mũ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài. Cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước cốt gừng để xông, rồi dùng gừng và ngó sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não,
dẫn đến suy thoái não. Chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.